Bạch sư cho con hỏi, hiện nay con thấy có sư với sư Giác Nguyên giảng kinh có thèm kèm theo chú giải. Vậy cho con hỏi hai sư có nghĩ đến việc dịch lại chú giải để mọi người cùng học không? Xin thưa với quý vị là bản thân cái chuyện là đang dạy như vậy thì nó cũng tương đương với cái chuyện là dịch chú giải, chẳng qua là ở cái mức độ khác thôi. Đó. Nếu như mà dịch chú giải đó thì nó phải yêu cầu là mình dịch đầy đủ, dịch hết, là tất cả mọi thứ là đều phải dịch hết. Còn cái kiểu mà dạy như là sư dạy đó thì sư sẽ lọc ra lựa trong đó là có những cái đoạn nào mà cần nhắc đến chú giải. Quý vị học trung bộ á, thì quý vị sẽ thấy là sư có ghi những cái gạch đầu dòng á, mà những vị chịu trách nhiệm mà biên tập dùm sư á, thì những quý vị ghi chữ Việt, nhưng mà những cái vị mà sư gửi file á, là nó có kèm theo cái đoạn Pali chú giải trong đó nữa, là sư dịch cái đoạn nào á, thì các vị đó sẽ chú cái Pali chú giải ở ở đằng sau đó. Và các vị đó sẽ cập nhật lên cái trang suthamma.net, và sau này đó quý vị khi mà vào đọc một cái bài kinh thì nó sẽ có những cái chú giải ở trong đó. Những cái đoạn. Còn cái chuyện mà dịch đó, sư nói thiệt nha, dịch chú giải cực lắm chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Bây giờ thì có những cái bản dịch nhỏ lẻ, nhưng mà nó không có, gọi là không có đồng bộ, không có đầy đủ. Sư nghe nói là ngài Khải Minh á, ngài cũng đang dịch cái chú giải Tăng Chi. Sư nói cái chuyện mà dịch chú giải á, nó cực hơn rất là nhiều so với cái chuyện mà dạy kinh mà căn cứ theo chú giải, cực lắm. Mà ngài Khải Minh thì ngài lại không có muốn quay video. Sư cũng rầu muốn chết luôn, quý vị biết không? Sư thì cũng có suy nghĩ á, mấy bây giờ mời thỉnh ngài Khải Minh á, ngài dạy đi, ngài dạy Tăng Chi, rồi ngài dịch tới đâu á, rồi ngài dạy tới đó, thì như vậy thì nó cũng có cái giống như là có người học, có cái sự gọi là ủng hộ tinh thần á, thì cái chuyện mà mình dịch á, nó sẽ có hứng thú hơn và sẽ liên tục hơn. Chứ bây giờ sư cũng không biết là ngài dịch tới đâu rồi, nhưng mà nó kẹt một nỗi là bây giờ ngài Khải Minh ngài lại không muốn quay video. Rồi còn ngày ngày Giác Nguyên thì cũng có một số vấn đề của ngày Giác Nguyên, mà nếu như mà quý vị hỏi thì ngày Giác Nguyên ngày cũng không có muốn dịch chú giải, mà cái khuynh hướng của ngày Giác Nguyên á là trong một bài kinh đó mà có những cái chỗ nào khó hoặc là những cái chỗ nào mà cần phải note lại, ghi chú lại thì ngày Giác Nguyên ngày mới dịch thôi, chứ còn không là ngày vẫn lướt à. Đó. Thì quý vị học đạo với sư, học đạo với những cái vị khác như là sư Thiền Hảo, hoặc là học đạo với ngài Giác Nguyên, thì quý vị sẽ thấy là cái phong cách xem chú giải để mà phân tích cái bài kinh đó, cũng khác nhau đó. Còn mà dịch thì xin thưa là cực lắm, sư không, sư gọi là sư thì không có cái khả năng đó đâu. Đây. Đây. Thì trước khi mà nó còn có một số cái câu hỏi mà sư đã trả lời rồi. Tức là những cái câu này đó sư đã trả lời qua email rồi, nhưng mà sư không thấy quý vị trả lời trả vốn gì hết. Nhưng mà sư không có lặp lại nữa, bởi vì những câu này nó đã có rồi. Ví dụ như hỏi là một người muốn xuất gia, gia đình không cho phép thì tự ý xuất gia được hay không, của Lê Thị Ngọc Hà, vị này muốn bỏ nhà trốn đi tu thì có được hay không đó, thì sư đã trả lời đó, là sư đã làm cái video tương tự rồi ha. Vui lòng kiểm tra lại email, kiểm tra lại email giùm sư. Hoặc như là tín tín Nguyễn thì hỏi cái bài kinh Bát Nhã là sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc bất thị không, không bất thị sắc đó. Thì cái câu này đó, nó sư cũng đã có cái câu trả lời tương tự rồi đó, thì vui lòng kiểm tra email. Rồi cái vị Nhật Minh thì hỏi là một vị A-la-hán có thể phát tâm Bồ đề hành Bồ Tát đạo hay không, thì sư cũng đã có video trả lời cho vấn đề này rồi, kiểm tra lại email.
Rồi Hồng Trang thì hỏi là Phật giáo khất sĩ có phải nguyên thủy hay không, thì sư cũng đã có video trả lời vấn đề này rồi, kiểm tra email. Rồi Trần Hưng thì hỏi là cái việc tổ chức lễ hằng thuận ở chùa có đúng với chánh pháp không á, thì sư cũng đã có hai video nói về cái lễ hằng thuận rồi đó, kiểm tra email để biết cái video nào ha. Đó thì đó là những cái câu hỏi mà nó bị trùng và sư đã trả lời qua email rồi, cho nên là sư sẽ xóa và sư không có để ở đây đó. Những cái vị đó vui lòng kiểm tra lại email. Và hôm nay tới đây thôi. Và phải nói là có một số sẵn quý vị còn ở đây thì có một số cái chia sẻ. Cũng là một cái tin vui. Tức là gọi là cái kênh của mình á là đã được 2 triệu được xem. Và cũng cái người đăng ký là cũng 19.606 người rồi, cũng gần được cái mốc 10.000 người. Phải nói là sự mừng là mừng ở chỗ là có được nhiều người có khả năng tiếp xúc được với chánh pháp, và để được cái này là cũng phải có những cái sự kiên trì và giúp đỡ của rất là nhiều người. Phải nói là sư chỉ chịu trách nhiệm chuyên môn thôi, còn những vấn đề kỹ thuật nè thì cũng phải nhờ nhiều vị hỗ trợ. Đó là chưa kể các cái thiết bị máy móc thì cũng nhờ vào quý vị những người đã hộ độ sư, cũng như là bản thân cái chuyện mà nói về chánh pháp á, nó sẽ dù muốn dù không thì nó cũng sẽ đụng chạm rất nhiều người, bởi vì mình đã đụng chạm quyền lợi của họ. Và khi mà mình đụng chạm quyền lợi của họ đó thì họ sẽ tấn công, họ sẽ tấn công mình. Mà phải nói là thời gian qua thì cái sự ủng hộ của quý vị đã giúp cho sư có được cái niềm tin là những gì mình đã làm không phải là vô ích, và ngoài kia vẫn có rất nhiều những người cầu chánh pháp. Và nhờ có những cái kênh như thế này để truyền đạt lại chánh pháp đó, cho nên là phải nói là sư rất là tán thán những cái sự ủng hộ tinh thần cũng như vật chất đó. Máy móc thì cũng nhờ có quý vị ha. Rồi cái sự mà nỗ lực để mà duy trì những buổi vấn đáp, rồi những cái bài học giáo lý thì cũng nhờ quý vị. Chính bởi vì như vậy xin chia đều cái phần phước đến cho tất cả quý vị, những người đã ủng hộ sư về mặt tinh thần lẫn như về phần tịnh tài, cũng như là dù cho những người đi ngang qua mà có lòng cầu đạo giải thoát thì mong cho tất cả quý vị được thọ hưởng một cách tùy ý sau khi đã thọ lãnh rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn.